Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm ước chung lớn nhất của một số nguyên lớn với một số long long, tức là họ sẽ cho hai số m và n, trong đó thì n là một số rất lớn, nó có thể lên đến 10 mũ 1000, thế còn m nó chỉ là một cái số nằm trong khoảng từ 0 cho tới 10 mũ 16, và họ yêu cầu mình tìm số ước chung lớn nhất của hai số này. Thì các bạn thấy là cái số n nó lớn như thế này, thành ra là mình không thể sử dụng long long để tìm ước chung lớn nhất của hai cái số này bằng hàm ước chung lớn nhất được, đúng không? Mà mình sẽ phải xử lý một cái bước đã. Đấy chính là khi mà học cái phần lý thuyết về ước chung lớn nhất thì bạn biết là GCD của A với B nó sẽ bằng gì nhỉ? Nó sẽ bằng GCD của B và A phần trăm B, đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ nhé, GCD của N với M, từ từ xem thằng nào là thằng lớn. Thằng N là thằng lớn đúng không? Thì nó sẽ bằng GCD của M và N phần trăm M. Ok, vậy thì bạn thấy là sau một cái bước này này, sau cái bước đầu tiên này thì thằng M này là long long đúng không? Thằng M này là long long đúng không? Ok, thế còn thằng N phần trăm M, mà M cũng là long long thì N phần trăm M khi đó nó cũng sẽ là long long. Vậy thì sau cái bước xử lý đầu tiên này ấy, thì khi đó bạn đã có hai cái số M và N phần trăm M đều là số long long rồi, thì mình có thể sử dụng hàm tìm ước chung lớn nhất để tìm 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 ước chung lớn nhất của hai số khi đó. Nhưng mà cái bước đầu tiên thì bạn chưa thể làm được. Bước đầu tiên mình sẽ phải làm gì nhỉ? Bạn sẽ phải tìm được cái số dư của n chia cho m đã, để đảm bảo được rằng cái số dư này này nó trở thành một số long long. Ok. Đấy. Vậy thì các bạn phải làm một bước, đấy chính là tìm số số dư của n chia cho m đã. Thì hôm trước mình cũng đã viết một cái hàm đấy đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ viết lại nhé. Long long, từ từ tra. Ở đây là n đúng không? Và long long m. Ok, tìm số dư của một số nguyên lớn với một số nguyên long long, thì bạn sẽ khởi tạo cho mình một cái ingress khởi tạo bằng không, sau đó là duyệt qua từng chữ cái của chữ số của n đúng không, và bạn sẽ làm gì nhỉ? Bạn sẽ cho res sẽ bằng res nhân với 10 này, sau đó là cộng với cái số hiện tại cộng với ni trừ đi ký tự không đấy, sau đó làm sao bạn chia dư cho m đấy. Ok, và cuối cùng thì bạn sẽ return res. Thì đây chính là cái cách mà bài trước thì chỗ này là long long nhé cho nó chuẩn. Thì sau đó, sau cái hàm file này thì bạn đã tìm được ước chung lớn nhất của m và n rồi đúng không? À, xin lỗi, tìm được số dư của n với m rồi đúng không? Thì khi đó cái số dư đấy nó sẽ là long long chưa? Đây, cái này mình vừa giải thích xong. Thì đến cái bước này này, sau khi mà bạn đã tìm được cái này rồi thì bạn có thể tìm viết hàm ước chung lớn nhất với hai số long long để tìm ước chung lớn nhất của hai số rồi. Đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ viết hàm tìm ước chung lớn nhất nhé. Long long a và long long b đúng không? If b bằng 0 thì mình sẽ return a đúng không? Còn không thì mình sẽ return GCD của b và a phần trăm b rồi. Ok. Trong hàm main thì bạn nhập vào test case này, mỗi test case thì bạn sẽ nhập vào số n có tối đa là 1000 chữ số và một số long long m. Rồi bây giờ bạn sẽ in ra cái gì nhỉ? Đầu tiên bạn sẽ tìm số dư của n với m, mình đặt là long long dư bằng file của n và m đấy, nó chính là cái thằng này này, nó chính là cái thằng này này, nó chính là n phần trăm m đấy. Ok, sau đó thì bạn chỉ cần, sau khi mà thằng n phần trăm m này nó sẽ về long long rồi, và mình khi giờ mình chỉ cần tìm ước chung lớn nhất của hai số long long thôi. Vậy thì ở đây bạn chỉ cần in ra đấy chính là phần trăm LLD xuống dòng, và mình gọi hàm GCD truyền vào thằng m và truyền vào thằng dư, thế là được. Ok, dư ở đây nó chính là n phần trăm m đấy. Đó, thì đấy chính là cái cách mà bạn tìm ước chung lớn nhất của hai số, trong đó thì một số nguyên là một số nguyên lớn và số nguyên còn lại thì là một số long long. Test case đầu tiên thì nó sẽ là 1, còn test case thứ hai thì nó sẽ là 5 nhé. Bởi vì cái số 10 mũ 9 cộng 7 kia nó là số nguyên tố. Thế còn cái số test case ở dưới thì thằng dưới nó tận cùng là 5 thì ước chung lớn nhất của hai thằng này nó sẽ là 5 rồi. Ủa, tại sao nó không in ra gì nhỉ? Để mình chút rồi. B và A phần trăm B đúng không? String len. Để mình chạy lại xem. À, mình chưa nhập chưa 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 nhập n và m. Scan phần trăm s phần trăm lld c n và m rồi. Ok rồi. Đấy, thì nó sẽ ra 1 và 5, tại vì thằng này nó là số nguyên tố, thành ra là ước chung lớn nhất của nó với cái số nguyên lớn ở trên này nó sẽ chắc chắn nó sẽ là 1. Thế còn thằng dưới này thì thằng trên này nó chia hết cho 5, ra là ước chung lớn nhất của hai thằng này nó sẽ là 5. Ok. Đó. Thì đây chính là cái cách mình bạn tìm ước chung lớn nhất của hai số, đấy là một số nguyên lớn và một số thì là một số long long. Mình áp dụng cái kiến thức về phần mà tìm ước chung lớn nhất của thuật toán Euclid thôi. Đấy, để mình giải quyết cái bước đầu tiên, đưa cả hai cái số này
nó về long long đã, rồi sau đó thì mình có thể áp dụng hàm tìm ước chung lớn nhất với hai số long long để tìm được ước chung lớn nhất cuối cùng. Ok.